này phẳng hơn nhiều rồi mà. Chỉ còn cái chỗ bờ bờ này hơi gợn gợn một tí thôi. Mạch máu tiêu khá là ổn rồi đấy. Cái nhỏ này được 90% rồi. Đây khá là ok mà. Mới đầu nó to gồ cứng ấy. Tiêu hết cả cái mạch máu, gần như là tiêu hết mạch máu. Chỉ còn một ít cái góc bên này mạch máu to thôi. Như này được khoảng 70-80% rồi nhé. Mặc áo rộng ra một tí nữa, tránh mặc áo chật, nhớ chưa?